người đã biết á, thì thành phố Hồ Chí Minh á hiện giờ đó là ổ dịch lớn nhất nước suốt mấy tháng qua, 4 tháng qua. Nguyên nhân á là cái từ cái hội thánh Trịnh Giáo Phục Hưng, rồi á từ đó nó lây vào các chợ và nó lây lan khắp thành phố, khiến thành phố vỡ trận không thể kiểm soát được đại dịch. Như các bạn đã biết á, các bạn có thể tra cứu lại nhé, những cái gọi là thống kê, con số thống kê từ ngày 31 tháng 5 đến nay á, thì chúng ta thấy á, từ tháng 5 đến tháng 6 á, thì chỉ có vài chục ca ngày à, vài chục ca ngày tại thành phố Hồ Chí Minh à, con số rất là ít. Nhưng á, tôi thấy á, thành phố cho lận thì gọi là cấm ngưng hoạt động quán bar, phòng gym, cắt tóc, những cái hoạt động gọi là không thiết yếu thì bị ngưng. Nhưng có một cái nguy cơ tôi thấy á, ngay từ ngày 4 tháng 5 á, là trong các chợ nó có ca nhiễm rồi, mà chợ thì tập trung rất là nhiều người, không thể quản lý được, nên nó lây lan rất là nhanh. Tôi hỏi như các bạn biết là cái quán bar, phòng gym, cắt tóc hay những cái loại hình ăn uống tại nhà hàng hay là quán xá thì nó không thể lây như chợ được. Cái chợ cái nguy cơ rất là lớn, mà thành phố Hồ Chí Minh thì cấm được mọi thứ nhưng cái chợ lại thả lỏng, nhất là mấy chợ tự phát hoạt động không cần kiểm soát gì luôn suốt từ tháng 5 đến tháng 6. Chợ tự phát một ngày hàng ngàn người đi mua bán, làm sao kiểm soát được, làm sao biết được ai nhiễm được đấy. Từ đấy mới toang ra, rồi từ cái chợ này lây qua chợ khác, rồi từ chợ nó lây về nhà, lây trong các gia đình, rồi lây trong khu công nghiệp, đều cũng từ chợ mà ra. Vì các bạn đã biết đấy, mọi người ấy, ai cũng phải đi chợ, ai như nhà nào chẳng phải đi chợ mỗi ngày. Đi chợ là cái nơi tập trung rất là đông người, mọi người không giữ khoảng cách, không có cái biện pháp gì là phòng dịch đấy, nên cái nguy cơ rất là lớn và thật sự đã diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều người ta hỏi, tôi nói lên không gian mạng này, tôi viết bài thì người ta nói là cấm chợ thì ăn cái gì đấy, không có gì để ổ mồm, không có gì để ăn, người ta nói như vậy. Cái đường lối dân túy, các bạn đã biết đấy, thành phố này cấm chợ được khoảng từ tháng 7 đến giờ ấy, khoảng được hơn 2 tháng rồi đấy, mà có thấy ai bị chết đói vì cấm chợ đâu, có ai bị đói vì cấm chợ không? Chứ thấy người nào đói vì không có chợ cả, chỉ vì khó khăn trong vấn đề là mua bán thôi, mua được thực phẩm thôi, gặp khó khăn thôi, chứ không mà nói là đói không có gì ăn vì không có chợ. Chợ cấm như vậy á, mà có ai nói bị chết đói vì cấm chợ đâu. Sai lầm thành phố từ cái chợ nó lây về miền Tây nữa. Các bạn biết là cái chợ Bình Điền là 70% cái nông sản của thành phố á, là do chợ Bình Điền nó cung cấp, mà chợ Bình Điền thì nó liên hệ miền Tây. Miền Tây hàng ngày đưa nông sản đến Bình Điền rất là nhiều. Đáng lẽ cái phải làm như Hà Nội ấy các bạn. Tôi thấy ở các tỉnh miền cái địa phương phía Bắc á, người ta cấm chợ ngay từ đầu. Bắc Giang này, Bắc Ninh này, Hà Nội cấm chợ ngay từ phút đầu luôn. Nhất cái chợ đầu mối siết ngay lập tức. Vì khi chúng ta cấm chợ rồi ấy, không hạn chế hoạt động, siết chặt các chợ, hạn chế người tối thiểu cái người bán hàng á, tiểu thương á, thì cái người dân đông có cái cớ gì người ta tụ tập lại đông được đâu. Và cái người mà cái tỉnh khác ấy, người ta không có cớ để người ta đi vào thành phố được. Bây giờ chúng tôi siết chợ rồi, chỉ cho bán rất cực kỳ hạn chế, cho chợ cả ngàn người chỉ cho 10 người bán, 20 người bán thôi,
thì làm sao cái người kia người ta đi vào người ta chuyển hàng vô đây được, người ta phải chuyển hàng bằng cách khác an toàn hơn, phòng trực hiệu quả hơn chứ. Mọi người đừng có tư tưởng là cấm chợ không có gì ăn, cấm chợ là đói, cấm chợ là khổ, đấy là chết. Thành phố Hồ Chí Minh là một bài học quá đau xót đi. Khi tôi đi gác á, ở những cầu Trường Đai hay ở đấy á, tôi thấy chợ hoạt động bình thường, mỗi tháng 5 đến 14 tháng 6 á, thậm chí gần hết nửa giữa gần cuối tháng 6 chợ vẫn hoạt động, không có kiểm soát được cái chợ. Hàng hóa đi vào á rất là tự do các bạn. Thành phố này á, từ các tỉnh miền Tây đi vào á rất là tự do, nó chở xe lôi xe máy gì nó đi vào rất là tự do, không xét nghiệm được cái đám đấy. Phòng dịch nó khó khăn như vậy ấy, không phải là dễ dàng như bạn nghĩ. Tôi thấy là rất tiếc ấy, thành phố này không cấm chợ gì đâu, phải làm như miền Bắc người ta làm rất là cứng và nghiêm. Các bạn như chưa gì mà có rất nhiều người đó, kể cả người ta nói là rất nhiều người ấy, những cái chợ gọi là chợ tự phát ấy, rất nhiều người mưu sinh ở cái chợ đấy. Tôi đồng ý như vậy, nhưng trong cái hoàn cảnh dịch bệnh á, ta phải siết chặt, siết chợ trong vòng 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần là không thể thoát được dịch rồi. Vì không, vì đấy khi chúng ta siết chợ đâu còn ai mà tập trung được đâu, lấy cái cớ gì ra đường nào hả? Tôi siết chợ lấy cái cớ quý vị ra đường, cái cớ gì để từ miền Tây đi lên đây, đi lên thành phố. Thật sự đọc thông tin về những người chết hàng ngày thật sự quá đau xót cho thành phố này. Đáng lẽ đã kiểm soát được rồi, nhưng mà cái liều báo tin túy á, như cái báo Tiền Phong nó đăng ấy, cái ngày 28/6 nó đăng ấy, tôi đã đưa lên hình rồi đấy. Nó nói là chợ không hoạt động, tiểu thương khóc ròng, rồi nó đề nghị là phải mở lại những chợ đấy cho tiểu thương, người ta có cơ hội, người ta buôn bán, người ta kiếm sống. Đấy, cái tư tưởng dân túy rất là nguy hiểm trong mùa dịch. Bạn biết ngày 28/6 thành phố mỗi ngày trong ngày 28/6 thành phố chỉ có 218 ca nhiễm hay 270 ca thôi, 218 tôi nhớ là 218 ca nhiễm. Mà khi bọn liều báo đăng một tuần đăng cái bài lên ấy, hàng loạt bài báo đăng là tiểu thương khóc ròng vì chợ không hoạt động á. Đúng một tuần sau có chợ Bình Điền đã xảy ra sự cố, 15 đến 20 ngàn người chết nhau lấy giấy xét nghiệm, mà dịch từ đó là bùng nổ. Chị đã cấm rồi, tại sao không cấm hết, cấm tuyệt đối luôn đi. Mà những liều báo nó đưa tin cái bắt đầu là dân túy liền, cấm chợ là thả lên, tạo điều kiện cho người ta tập trung đông người, mà mấy chục ngàn người tập trung lại một nơi, rồi cái 8 người nó về miền Tây, từ miền Tây lên để nó lấy giấy xét nghiệm âm tính, sau đó nó trở về miền Tây lên cho cả miền Tây luôn, không thể kiểm soát được nữa. Là như vậy, tư tưởng dân túy tôi thấy là nó quá nguy hiểm. Cái mùa dịch này tôi thấy ở những cái tỉnh miền Trung miền Bắc nó làm nó quá hiệu quả đi, trong còn thấy là ở miền Nam mình nó thấy cái tư tưởng dân túy nó quá lớn. Những cái gì càng thiết yếu thì người ta càng tập trung đông người và càng khó kiểm soát. Mà nếu không quản được thì nên tốt nhất là cho ngừng hoạt động, không quản được thì ngừng hoạt động thôi, chứ không thể nào để nó tự do nó hoạt động như vậy được. Thế những người nào có tư tưởng dân túy nên nói với tôi này, comment đi, inbox tôi trả lời cho. Đừng có nói là người này sống bằng cái chợ này, người này sống ở chợ kia, mưu sinh cái này cái kia nhá. Bây giờ họ còn có nắm cho thôi, mười mấy ngàn người còn có nắm cho đấy. Tôi nói cho cái người nào có tư tưởng dân túy biết đấy. Những người còn khổ còn khóc, những người còn sống, những người còn im lặng, vĩnh viễn là người chết rồi đấy. Đừng có nói tôi là nhiều người gặp tôi nói là nói trực tiếp tôi là cấm chợ thì người ta khổ, lấy cái gì để ăn, lấy chỗ nào để mua đồ hàng thực phẩm. Ủa, trong suốt 2 tháng qua đấy, bạn 4 tháng qua, 2 tháng đấy, thực phẩm vẫn đầy đủ,
đôi khi gặp chút khó khăn thiếu thốn một 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 số thôi, chứ đồng đồng chí có người nào, tôi chưa thấy cái người nào thành phố này mà là chết đói vì không có cái chợ, vì không đi chợ được ấy. Chợ quản lý rất khó bạn, chứ bạn mua một cái siêu thị bạn mua ấy, người ta quản lý rất là dễ. Khi bạn mua siêu thị bạn có phải có hóa đơn, bạn mua hàng có hóa đơn, nếu bạn bị nhiễm covid ấy, hay bị dương tính ấy, người ta truy ra cái hóa đơn đấy, truy ra tới nhà bạn, truy ra cái người đến ngày hôm đó. Chợ cái siêu thị tuy đông mà cái nguy cơ kiểm soát dễ hơn chợ rất là nhiều, biết được người nào mua, biết được địa chỉ của họ ở đâu luôn, trong khi chợ biết được thằng nào với thằng nào, người nào với người nào, khổ như vậy đấy. Tôi nói đây rồi bảo tôi ác tôi này thế kia, nhưng mà đúng, tôi nói đúng, tôi không nói sai, vì tôi sống ở thành phố Hồ Chí Minh mà, trong suốt khoảng thời gian 31 tháng 5 đến 5 tháng 7 mà tôi biết hết. Hoạt động tự do các bạn ơi, kể cả khi Phó Vấp thực hiện chỉ thị 16 nhá, khóa chặt Phó Vấp lại thôi, nhưng mà những cái người vào được phải khai báo y tế, nhưng mà những cái mặt hàng như là tư tưởng thực phẩm họp chợ vẫn bình thường, nhưng chưa hề có dịch luôn, bạn phải hiểu điều đó. Tôi thấy mà chợ tự phát hoạt động khi Phó Vấp thực hiện chỉ thị 16 từ 31 tháng 5 đến 14 tháng 6, chợ tự phát chỗ tôi hoạt động tự do mà đâu cấm gì đâu, nó chỉ cần đi qua cái chốt kiểm dịch đó, nó khai báo là nó chở hàng, nó chở lương thực là cho nó qua rồi. Trời ơi, các bạn hiểu điều đó không? Trời, nó thật đấy. Như bây giờ tôi mới thấy lại nó khủng khiếp như vậy. Nếu các bạn biết cái ông ở Kiên Giang ấy, cái ông chủ tịch tỉnh ấy, nói là giờ phải tạo bó rau mỡ hành và chợ đi bán, các bạn thấy không? Từ thành phố đã bị toang rồi, đến Kiên Giang cũng toang, cũng vì cái chuyện cái tư tưởng đấy, cái đường lối dân túy đấy cũng toang luôn. Mời các bạn trong cái đợt dịch này kết thúc ấy, các bạn sẽ so sánh xem ở Hà Nội với thành phố Hồ Chí Minh tại sao một bên chống dịch rất hiệu quả, một bên thì tan nát, lây lan cho cả miền Tây, lây lan cho cả miền Nam. Bạn sẽ thấy tại sao, nguyên nhân sâu xa từ đâu, mà tại sao một bên thành công một bên thất bại hoàn toàn như vậy. Tôi nói vậy đây tôi ác cái gì, nhưng mà đấy để bảo vệ tính mạng, để bảo vệ cho người dân ấy, để sớm mở lại kinh tế ấy, mở mở cửa lại ấy, thì tất nhiên phải hy sinh những cái gì ấy, phải chấp nhận hy sinh một một phần nào đó, một đối tượng nào đó, hy sinh kinh tế của họ chứ phải hy sinh tính mạng, hy sinh kinh tế của họ ấy, cái nồi cơm của họ, hy sinh cái nồi cơm của họ để sau này gì ấy, hết dịch rồi thì bù đắp lại cho họ, chứ không phải là thả nổi cho họ hoạt động tự do được. Các bạn đã so sánh đi, từ Hà Nội thành phố Hồ Chí Minh nó khác nhau hoàn toàn đó. Dân hai bên cũng đông vậy, cũng có tỉnh vào cũng vậy, cũng có đầy chợ vậy, mà tại sao Hà Nội người ta thành công ở đây thì thất bại như vậy? Kể cả cái tỷ lệ vaccine cũng vậy, vaccine cái thành phố này á, ở thành phố Hồ Chí Minh này á, từ tháng 7 á, một cái công ty gọi là Vạn Thịnh Phát á, người ta nhập tới 5 triệu liều Sinopharm, nhưng bắt đầu là tẩy chay, lên mạng chửi bới công ty người ta, đe dọa công ty người ta, rồi kêu gọi, rồi kích động người dân không tiêm vaccine, những cái thành phần phản động á, cái thành phần chống vaccine á. Nên như vậy á, là chà chu phan à. Con người, cái người mà khôn ngoan ấy, người ta thấy ấy, một cái công ty mà mua vaccine cho thành phố ấy, thì người ta phải vận động công ty đấy, năn nỉ công ty ấy, mua thêm mấy triệu liều nữa để cho thành phố sớm miễn dịch cộng đồng, sớm mở cửa trở lại. Tại sao phải chửi công ty người ta? Các vị nào không thích tiêm thì thôi, đâu ai ép đâu. Mình đi đe dọa công ty người ta làm gì? Tôi chỉ mong ấy, công ty mua thêm vaccine cho thành phố thôi, để khuyến khích những công ty tư nhân khác mua thêm vaccine, vaccine nước nào cũng được hết đấy, tôi nói như vậy. Đừng nói chửi bới công ty người ta, nhiều cái muốn nói ra mà không muốn nói mà phải nói. Vaccine tốt nhất là vaccine được tiêm sớm nhất, sớm tiêm mới mở cửa chứ, mới cứu được nhiều mạng người chứ, mới hết dịch chứ.
của thành phố. Tôi rất bức xúc với nhiều người ở thành phố này, cái tư tưởng mà nó là bài vaccine này vaccine kia, kén vaccine. Nhưng cuối cùng Covid đâu có kén các vị không? Nhiễm vẫn nhiễm và trở nặng rất là nhanh. Những người kém vaccine chết rất là nhiều trong thành phố này. Từ tháng 7, tại sao từ tháng 7 nếu chúng ta chích từ lúc đó, khuyến khích người dân, nếu mà người dân, người nào mà không kén vaccine mà khôn ngoan ấy, thì chích từ tháng 7 luôn vaccine Sinopharm đi, Verocell của Sinopharm, thì có thể bây giờ chúng ta đã mở cửa rồi. Chứ không phải đến bây giờ cái các tỉnh nó mượn vaccine này 500.000 liều, 1 triệu liều, tôi thấy không thể tưởng tượng được. Nó nhục nhẽ cái gì đâu cho cái thành phố này ấy. Tỉnh khác nó mượn vaccine để nó chích cho dân của nó, trong khi thành phố mình thừa vaccine thì dân lại tẩy chay. Để tưởng tượng được đó. Nhục nhất là khi cái tỉnh Bình Dương này, Đồng Nai này, Hải Phòng nó mượn vaccine của tỉnh này, của thành phố này nó. Tôi không hiểu tại sao dân ta nghĩ ấu trĩ như vậy. Các vị cảm thấy xấu hổ sao cái tỉnh khác nó mượn vaccine của vị, cứu dân của họ trước. Khi giờ mình vừa vaccine mình không chịu tiêm, dẫn đến cái tiến độ vaccine nó chậm cả một chậm cả tháng trời. Đúng với chị Ngô Hiệp ạ, nhiều người tiêm vaccine mong không được, nhưng mà có rất nhiều kẻ lắm nó đầu tẩy chay quậy phá. Những cái thằng đầu chọc ở quận 1 ấy, cái thằng ấy không biết thằng nào ạ, đến chửi bới. Điểm tiêm đến chửi bới, có video luôn á. Bởi coi mấy cái đài phản động BBC, VOA, RFA bắt đầu chống vaccine, tẩy chay vaccine. Nó không hiểu được. Nếu mà quý vị nào á muốn hết dịch nhanh thì cái công ty nào mà mua vaccine Sinopharm hay bất cứ loại vaccine nào á, thì chúng ta phải vận động cho họ để họ mua thêm vaccine cho thành phố, cho đất nước Việt Nam này. Vận động họ mới, phải ủng hộ họ để họ mua vaccine thêm chứ. Cái đấy là cái khôn ngoan để hết dịch được. Họ mua 5 triệu liều, chúng ta vận động họ mua thêm 5 triệu liều nữa là 10 triệu liều. Vận động những công ty khác mua thêm vaccine nữa. Thì đâu có phải đợi bên kia nó giao đâu. Nó giao rất là chậm. Trong khi ở bên cạnh chúng ta nguồn vaccine rất dồi dào. Mua cái là có liền. Dưới tầm nghĩa là tư nhân chứ không phải nhà nước là được. Đấy thì tôi muốn nói các vị. Thật sự không muốn livestream mà bức xúc quá rồi. Đến giờ vẫn chưa mở cửa mà phải chỉ thị 16 thêm 2 tuần nữa. Rất là khổ cực, rất là ức chế, bạn hiểu không? Vì nào sống là thôi, mình rất là ức chế. Rất là giận dữ những cái kẻ mà như vậy. Cái kẻ mà bài vaccine, rất là giận dữ những kẻ như vậy. Kén vaccine. Chính vì những kẻ như vậy mà cái thành phố này vẫn chưa mở cửa được. Bực mình đi đâu á. Tôi hy vọng về sau này ấy, khi có công ty nào muốn vaccine thêm ấy, chúng ta phải vận động họ để họ mua thêm vaccine nữa. Phải ủng hộ họ để họ mua thêm vaccine cho đất nước Việt Nam. Cái đấy là cái hay. Chứ đừng chấm dứt ngay cái tình trạng mà chửi bới công ty người ta. Cái đấy là một cái khôn ngoan. Thôi, mà tôi nói đến đây thôi. Hy vọng mọi người, người ta nghe được, người ta hiểu. Còn không thì thôi, tôi cũng không biết làm thế nào nữa. Xin chào tạm biệt các bạn.